Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia một kèo Europe ăn chia đến từ cái sàn Bybit. Cụ thể thì ngày hôm nay cái kèo Europe này thì chúng ta sẽ cùng ăn chia cái tổng giải thưởng lên tới là 3.900.000 cái đồng RUN token ở trên cái sàn Bybit. Thì đầu tiên để tham gia thì anh em sẽ cần phải có một cái tài khoản Bybit đã xác minh và KYC thành công. Đối với những anh em chúng ta chưa có tài khoản Bybit thì các bạn có thể là lên YouTube các bạn search là Bybit CCA thì nó sẽ hiện ra cái video của mình hướng dẫn ở đây. Đó, video mình làm cách đây một tháng thì cách đây một tháng có cái sự kiện bonus, còn hiện nay thì nó đã kết thúc rồi. Nhưng mà nó bù vào đó thì chúng ta sẽ có cái sự kiện khác, thì cái trong video này mình sẽ review cho các bạn luôn. Ok, thì với cái sự kiện ăn chia 3.900.000 cái đồng token RUN này thì nó sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 12. Ở đây mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho anh em nhé. Đấy, thì đây có nhiều cách thức để chúng ta có thể tham gia. Thì đây cụ thể là nó sẽ có 3 cái chương trình. Chương trình đầu tiên đó là chúng ta sẽ stake cái đồng Bit để ăn chia cái tổng giải thưởng là 2.500.000 RUN. Và cái phần thứ hai đó là chúng ta sẽ đặt USDT để chia sẻ giải thưởng. Đấy, tức là chúng hai cái sự kiện đầu ấy thì các bạn sẽ cần phải stake cái đồng Bit, hoặc là chúng ta có thể là stake cái đồng USDT để các bạn nhận thưởng. Thì cái phần này thì dành cho những em mà chúng ta đang có sẵn cái đồng Bit token ở trên sàn Bybit, hoặc là các bạn có sẵn USDT ở trên sàn Bybit thì các bạn có thể vào stake để chúng ta ăn chia cái pool giải thưởng này. Còn đối với những em chúng ta chơi free thì các bạn sẽ làm ở cái sự kiện thứ ba, đó là chia sẻ hoặc là nghiên cứu để chia sẻ cái tổng giải thưởng là 100.000 cái mã thông báo RUN token. Đấy. Ngoài ra thì còn có thêm 200.000 token RUN để thưởng cho những người dùng mới ở trên Bybit và 100.000 RUN token để tặng những người tham gia may mắn. Ok. Và về RUN token thì các bạn có thể lên chúng ta search, đây là một cái mã thông báo gốc RUN nodes cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng trên mạng Solana. Tổng cung của con này thì là 1 tỷ token. Và đây các bạn có thể thấy các cái thông tin về token, về việc phân bổ token ở đây. Đấy, thì dành cho Europe sẽ là 1%, tương đương với khoảng 10 triệu token. Rồi, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia từng cái sự kiện một. Thì nếu anh em nào mà chúng ta thấy không phù hợp với cái sự kiện này thì các bạn có thể tua video đến ở cái phần sau. Đầu tiên là cái sự kiện đặt cọc kiếm tiền và tổng giải thưởng lên tới là 3.500.000 token RUN. Thì cụ thể đây thì anh em sẽ có thể đặt vào hai cái pool. Đầu tiên là pool dành cho cái đồng Bit token. Đấy, thì chúng ta sẽ ăn chia là 2.500.000. Rồi tiếp theo là cái pool dành cho USDT thì chúng ta sẽ ăn chia là 1 triệu token RUN. Và số tiền tối thiểu để anh em có thể tham gia đó là 50 cái đồng Bit hoặc là 100 USDT. Và số tiền tối đa là 30.000 đồng Bit và 50.000 USDT. Và chúng ta sẽ bắt đầu đặt cược vào ngày 17 tháng 12, tức là hiện tại thì anh em đã, chúng ta nếu mà có số dư thì các bạn có thể vào chúng ta đặt cược rồi. Và đây là cái công thức để các bạn có thể tính được là cái số tiền mà các bạn sẽ nhận được khi mà chúng ta stake vào. Thì đây, lợi tức hàng ngày của bạn sẽ được tính bằng cái đồng RUN mà nó sẽ bằng là cái số tiền Bit hoặc là USDT của các bạn đặt vào ở trong cái nhóm đó, chia cho cái tổng số Bit hoặc là USDT được đặt vào nhóm bởi những người dùng tham gia tương ứng, tức là nó sẽ ăn chia theo cái tỷ lệ mà các bạn sẽ đặt vào. Đấy, và nhân với cái giải thưởng RUN hàng ngày. Đó, ok, thì bây giờ các bạn có thể là vào cái sàn Bybit. Ok, thì đây các bạn sẽ nhấn vào cái phần tìm hiểu thêm này thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái trang Launcher Pool. Đó, thì đây các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một số cái pool, như là pool chúng ta sẽ stake USDT này, pool chúng ta stake cái đồng Bit này. Rồi, thì đây các bạn sẽ nhấn vào cái phần stake. Ví dụ như các bạn muốn stake USDT thì các bạn vào đây, sau đó chúng ta nhập cái số lượng. Đấy, thì các bạn sẽ thấy được cái APY ở đây, tức là cái lợi suất, cái lãi suất phần trăm trên năm là 48%. Đó, và cái số lượng hiện tại mà đang stake ở trong này là 57.722.617 đồng USDT. Đó, thì đây các bạn có thể stake. Nhưng mà đối với cái phần này thì mình nghĩ là đối với chúng ta, những cái bạn đang xem video của mình thì các bạn cũng không có cái số dư ở trên Bybit, nên là cái phần này thì mình sẽ lướt qua nhanh. Tiếp theo là đối với cái sự kiện thứ ba, đó là chúng ta sẽ kiểm tra và kiếm tiền. Thì cái sự kiện này thì chúng ta sẽ nhận được cái đồng RUN free mà các bạn không cần phải stake gì cả.
Đấy, chúng ta chỉ cần đăng ký một cái tài khoản sàn Bybit, sau đó các bạn xác minh KYC thành công là được. Đó, thì hiện nay ở trên sàn Bybit thì cũng đang có nhiều cái sự kiện và cũng có một số cái phần thưởng dành cho những anh em mà chúng ta đăng ký tài khoản mới. Nên là các bạn có thể đăng ký và xác minh hôm nay luôn. Rồi, thì đây các bạn sẽ nhấn vào cái phần lấy bài kiểm tra này. Thì có lẽ là cái link này, những cái link liên quan thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhé. Ok, thì đây các bạn sẽ tiến hành chúng ta làm một cái bài kiểm tra ở đây. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều câu hỏi cho anh em để chúng ta có thể trả lời. Thì tất cả các cái đáp án thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video để cho anh em chúng ta tiện tham khảo. Ok, thì đáp án từng câu hỏi ở đây. Đó, thì mình đã tổng hợp lại cho các bạn. Đáp án câu đầu tiên là Solana. Rồi đáp án câu thứ hai là tất cả đáp án trên. Rồi đáp án thứ ba là Decentralized Peer-to-Peer. Đáp án thứ tư là Open Chainless and Bridging. Rồi đáp án cuối cùng là Centralized Chain. Đấy, và sau đó thì các bạn sẽ điền thêm cho mình cái UID của sàn Bybit. Thì các bạn sẽ vào cho mình lại cái sàn Bybit nhé. Sau khi vào cái sàn Bybit rồi thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập. Sau đó chúng ta sẽ thấy có cái phần hình người của bạn đây, hiện phía trên góc trái màn hình. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái UID của các bạn, thì chúng ta sẽ tiến hành gõ cái UID này vào. Đấy, các bạn có thể là sao chép hoặc là chúng ta gõ cái UID này vào, sau đó chúng ta sẽ dán ở trong cái... Tiếp theo ở cái phần dưới này nó sẽ yêu cầu là điền một người đã giới thiệu cho bạn. Thì đây các bạn có thể là điền cái tên kênh của mình là CCA Channel. Ok, rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa, đã đầy đủ thông tin rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào gửi. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong. Bây giờ các bạn xem điểm số đây. Đấy, xem được cái điểm số luôn nhá, 100 trên 100 là ok rồi. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cần phải làm thêm một cái bước nữa ở cái nhiệm vụ này. Đấy, cái nhiệm vụ, cái sự kiện tiếp theo là chúng ta sẽ chia sẻ để kiếm tiền. Cái tổng giải thưởng cũng là 50.000 cái đồng token run. Đó, thì ở trên này nếu mà các bạn được 100 trên 100 điểm rồi ấy, thì chúng ta sẽ chắc chắn là được ăn chia cái pool giải thưởng là 50.000 cái đồng token run rồi. Bây giờ chúng ta làm tiếp thì các bạn sẽ coi như là chúng ta sẽ được ăn chia cái pool giải thưởng là 100.000 cái đồng token run. Rồi bây giờ thì các bạn có thể là nhấn vào cái đường link sự kiện thứ hai, sự kiện follow, sự kiện share và nhận 50.000 token run, thì mình cũng sẽ để cái đường link dưới phần mô tả. Đầu tiên là các bạn cũng sẽ nhập cái UID. UID thì như lúc nãy mình đã hướng dẫn các bạn nhập vào. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhập email. Sau đó các bạn sẽ nhập cái trang mạng xã hội mà các bạn share lên. Đây thì mình sẽ đọc cho các bạn này. Truyền bá thông tin lên bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào. Chọn một kênh truyền thông mà bạn chọn và chia sẻ bài đăng của Bybit về chiến dịch này với cộng đồng. Sau đó điền vào biểu mẫu của chúng tôi phía bên dưới bằng chứng về ảnh và bài đăng chia sẻ của bạn. Ok, thì bây giờ chúng ta mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì các bạn có thể đăng lên ở trên Facebook này, ở trên Twitter, ở trên Telegram. Đó, thì chúng ta đăng lên bất cứ đâu thì đều ok. Đấy, thì chúng ta sẽ copy cái đường link của cái bài viết này. Sau đó thì mình sẽ đăng lên cái trang Twitter của dự án. Không phải dự án mà là sẽ đăng lên cái trang Twitter của mình. Ok, sau khi mà đăng ấy, thì các bạn có thể chúng ta sẽ kèm một cái lời kêu gọi gì đó. Một cái lời giới thiệu gì đó, ví dụ như là sự kiện Aerobe. Đấy, mình sẽ viết đơn giản thôi nhá, ăn chia token run trên sàn Bybit. Ok, thì các bạn chỉ cần viết đơn giản thôi, sau đó chúng ta nhấn vào phần tweet. Rồi tiếp theo đó là các bạn sẽ vào lại cái phần điền form này, chúng ta sẽ điền từ cái đoạn social media, thì các bạn sẽ điền cho mình cái username Twitter của chúng ta. Các bạn sẽ vào trang Twitter này, các bạn copy cho mình cái username nhé. Sau khi copy xong thì các bạn sẽ dán vào đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền cái link post bài viết của chúng ta. Thì các bạn sẽ lướt xuống này, chúng ta thấy bài viết của chúng ta đây đúng không? Các bạn sẽ click vào và sao chép cái đường link của cái bài viết này. Và các bạn sẽ dán vào cái phần là share post link. Cuối cùng là chúng ta sẽ upload cái hình ảnh chụp màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm một cái bước cuối, đó là các bạn sẽ chụp màn hình lại. Đây. Chúng ta sẽ chụp màn hình cái bài chia sẻ của chúng ta ở đây. Rồi sau đó thì các bạn chỉ tiến hành chúng ta up ảnh lên. Sau đó các bạn nhấn gửi là xong. Đấy. Ok, và sau đó thì các bạn chỉ cần chúng ta kiểm tra lại xem các bạn đã điền đúng thông tin chưa. Sau đó các bạn nhấn vào phần gửi là xong. Rồi, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành, mình đã vừa hướng dẫn cho chúng ta hoàn thành xong hai cái kèo Aerobe. Không phải là hai kèo mà là hai cái chiến dịch Aerobe, chúng ta sẽ nhận được cái đồng Run Token. Ngoài ra thì còn có một số cái sự kiện nữa ở đây, thì mình sẽ để cái đường link cái bài viết này cho anh em chúng ta tham gia.
thì chủ yếu những cái sự kiện này sẽ dành cho những anh em mới thôi. Chúng ta giao dịch và các bạn cũng sẽ nhận được RUN token. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.